bản tin mới nhất trong ngày có những mẫu xe mới về phục vụ cho toàn thể tất cả các cô chú anh chị. Xin mời cô chú anh chị. Em Trần Anh ô tô xin gửi lời chào thân thương đến toàn thể tất cả các cô chú anh chị nha. Mùi xe mới nhất cho Trần Anh xin chúc sức khỏe nè và một lời chào thân yêu nhất. Hôm nay Trần Anh tiếp tục review vùng mẫu Corolla Atis là cô chú anh chị. Máy 1.8 hàng G, nước sơn đẹp nha. Bọn xe em nó một bộ áo màu xanh cô chú anh chị, xanh ngọc, nhìn rất là dễ thương nè. Đây cô chú anh chị nè, mâm là mâm đúc nè. Đây là phong dáng của em Toyota Corolla. Mẫu này nồi đồng của đá rồi, tích hợp là xi nhan trên gương chiếu hậu đầy đủ, cặp vỏ trước 80%, mâm đúc nguyên bản của Toyota gầm bề ở trong mà. Nói chung mẫu này bên em cũng dọn lại rất là chi tiết rồi, phong dáng đẹp, sơn đẹp, hai cụm đèn mắt liếc còn nguyên bản nè, 49A4114 nha. Đây là phong dáng của em ở đây, đây là hai cụm đèn halogen hết toàn diện nha cô chú anh chị. Đăng kiểm tháng 11 năm 2022. Mẫu này là nồi đồng của đá 1.8 thì đâu đó nó nằm cho cô chú anh chị mức độ đâu đó 8 lít. Em này là mẫu gia đình, dòng này nó có hai phiên bản 1.3 và 1.8. 1.3 là xe taxi, 1.8 xe gia đình nha, ABS luôn anh chị coi nè. Đời 2003 mà ghế nỉ nguyên bản nguyên rim đẹp không, tắp lô tắp bi liền lẹt. Em là nguyên bản là ghế nỉ hết toàn diện nha, sở hữu là vô lăng 4 chấu, trang bị túi khí, màn hình Android, cụ số bao da rin hết nè. Chúng ta có khay học để đồ đầy đủ nhá. Đây bà con, tắp lô tắp bi liền lẹt là da nè, da xịt nguyên bản luôn. Ô anh tới anh biếu em hả? Ừ đây. Ô cảm ơn anh nhiều. À, khách tới biếu cho anh bơ nè, nó bán xe cho anh là đi sướng quá mà về biếu bơ luôn. Được chưa cô chú chị? Dạ dạ em cảm ơn. Đồ thất ở trong nè, bao đẹp luôn, nó nỉ hết toàn bộ nha, rim nha. Cho anh đang nói độ rim của em ở đây nè, ghế nỉ nè, đẹp chưa, không có dấu hiệu rách rưới, lót sàn sạch sẽ nha cô chú anh chị nha. Chúng ta có khay học tùy tay nè, khay đựng nước nè, ok. Phía sau là hai loa nguyên bản nguyên rim nè, chủ nhà đã bọc trần 5D rồi, bọc xe nó bộ trần 5D bột kem nhìn rất là dễ thương. Bốn kính bấm keo chỉ là rim hết toàn tập 100% cửa nha. Hai cụm đèn bông phía sau nguyên bản của dòng Atis hàng G nha cô chú anh chị, 1.8 hàng G. Đây bà con trải nghiệm vô phần máy và phần nội thất. Lắc nhẹ đã nổ máy rồi nha bà con nha. Máy lạnh mở phát có lạnh, trang bị một cái màn hình Android đầy đủ các tính năng đồng hồ báo giờ, sông kính ưu tiên các kiểu nè, 3-4 chế độ chân gương mặt sông kính nè, còn đang hoạt động nè, ok chưa. Đó, khá là đẹp. Vô lăng nè, trợ lực nhẹ tưng nè cô chú anh chị. Trên đồng hồ của em nó không một dấu tích lỗi lầm, đi được 166.000 nha, 166.000 rồi, khá là ok. Bà con trải nghiệm phần máy nè, nhạc nhóm đầy đủ hết đó. Đây nè, nhạc nhóm nghe rất là hay nha cô chú anh chị nha. Mọi tính năng từ phần báo cửa đến keo chỉ là cô chú anh chị, keo chỉ cánh nè, tương đối là sạch sẽ, nó đẹp lắm. Này đi bền rồi, xi nhan trên gương chiếu hậu luôn nè, bên hông đây là cục máy rồi, máy bóc vỏ thì là mùa xuân, số rin số chưa làm nha. Đây là quay rồi biết số chưa làm mà nè anh chị, cái keo nguyên bản của nhà sản xuất không, keo nguyên bản của hộp số là không có dấu hiệu phui ra chỉnh lại đâu. Bốn máy thôi, trang bị là ABS, đây là cụm ABS trong đó cũng phanh nha cô chú chị, hai bên trụ đèn đi nhau nè, nó khá là chuẩn. Mua về là con chạy thôi, dàn trước nguyên bản nguyên rin hết rồi. Mẫu này không có chuyện độ hơi đâu. Xe không có một tí vào là độ hơi nhá. Máy êm. Hai bên trụ chúng ta sẽ có boy em, chạy miếng gió rồi. Và đây là ổ ghế FD nguyên bản, test phần máy cùng với chúng ta. Em chưa? Cái mấy mẫu này chạy qua thời gian 5 tháng người ta chỉnh lại mặt nắp cò. Đây nè, quay cho cô chú chị coi nè, nó có chỉnh lại mặt nắp cò rồi nha, đó là báo luôn. Còn số máy là bao rim cho cô chú anh chị nè,
đây là số hộp số là bao pin, không có dấu hiệu cua ra chỉnh lại đâu. Em chỉ cho bác Cabo này. Cái dung mẫu này thì sơn rin còn ít lắm, tại vì người ta cũng đã tạt qua vô cùng nước sơn rồi nha. Đó, xe thì Trần Anh có sao thì Trần Anh báo vậy thôi. Em báo xe chuẩn, không báo xe sai cho cô chú anh chị luôn. Đến lúc mà con nhận được chiếc xe đúng y chang như bên Trần Anh, sơn xi thì chủ nhà tạt qua vùng nước rồi, cho nên là bên ngoài rất là đẹp, không có dấu hiệu là trầy xước ở trong xe nha. Nội thất ở trong là ghế nỉ là rin hết theo xe luôn nè. Các anh chị đó, còn ngoài ra là sống gần đẹp như chuẩn. Đây là cốp nè, đây cô chú anh chị, keo chỉ là keo chỉ ở phía trong là rin hết cho toàn tập nha. Phần cốp là không có dấu tích móc méo luôn, gầm mày ở trong rồi. Đó, sạch sẽ không có dấu tích là mục mọt. Em này thì đi chắc chắn nồi đồng của đá mà gầm rồi. Đó, chị thấy tôi gầm đẹp không? Gầm khá là đẹp. Đó, bà con đam mê mẫu này alo cho Trần Anh ô tô. Một lần nữa cho em xin khép lại chương trình tại đây này thôi. Em see you and goodbye nhé.